da ép xôm. Da ép xôm thì quý khách đã biết là nó bền, nó bền và nó đẹp như thế nào rồi. Da ép xôm là được hãng LV sử dụng rất là nhiều da này. Và mặt bên trong thì đang cũng sử dụng bằng da ép xôm luôn. Và các mặt bên trong cũng vậy, Kỳ Lăng cũng sử dụng bằng da Epsom. Và đi kèm với một mặt trong cái ngăn giữa ra là một loại vải rất là bền. Và vải này rất là đẹp để phù hợp, tạo cho cái ví này trở nên mềm mại hơn. Thay vì nếu như chúng ta dùng luôn da Epsom ở dưới đây thì cái ví sẽ đen cứng. Vì vậy Kỳ Lăng chọn một cái chất liệu vải cực kỳ tốt, chuyên dụng dành cho sử dụng ví cao cấp. Nhìn qua camera ống kính thì chắc chắn là sẽ thấy rất hoàn hảo rồi. Nhưng mà sản phẩm của Kỳ Lăng nó có một cái gọi là nhược điểm, là khi lên hình ảnh không đẹp bằng thực tế.